Thưa quý vị, trong những bản tin trước, VTC14 đã phản ánh về việc hàng loạt các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng như cát, sỏi hoạt động trái phép tại địa bàn sông Đuống, huyện Tiên Du của tỉnh Bắc Ninh. Thế nhưng trong suốt một thời gian dài lại không được chính quyền địa phương, lực lượng chức năng xử lý triệt để. Không những vậy, những bãi tập kết vật liệu xây dựng này đang có dấu hiệu tiếp tay cho hoạt động xe quá khổ quá tải, phá nát kết cấu hạ tầng giao thông, làm ô nhiễm môi trường. Tưới nước liên tục nhưng cũng chẳng bớt bụi. Ngày 3 lần, thậm chí là 5 lần. Khổ sở, chịu đựng. Đây là những gì ông Khánh, một hộ dân sống ở ngay mặt đường quốc lộ 38, huyện Tiên Du, nói về điều kiện sống của mình trong nhiều năm nay. Ông cho biết, thủ phạm chính là những chiếc xe tải chuyên chở đất đá đi từ các bãi tập kết vật liệu xây dựng gây ra. Bên nhà nó mới hết bụi nhiều nhưng mà lại đồn ra bên kia, không ăn thua. Đây là gì? Nguyên nhân là do công trình ở bãi dưới này này, tức là đường nó bẩn, nó tha đất lên, chạy suốt ngày đêm cho nên là xe nó đi bụi lắm, xe nhiều. Tại một bãi tập kết vật liệu xây dựng ven sông Đuống, những chiếc xe tải đua nhau vào lấy hàng, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng nhận thấy nhiều xe quá tải trọng. Bám theo cả đoàn xe có dấu hiệu quá tải, nhưng tuyệt nhiên, suốt một chặng đường dài khoảng 30 km, từ điểm xuất phát đến thành phố Bắc Ninh, đoàn xe này đều không phải gặp bất kỳ chướng ngại vật nào. Phải chăng lực lượng chức năng đã bất lực? Không tạo điều kiện cho tất cả những trường hợp xe quá tải, quá khổ. Tinh thần là ủy ban huyện thì không cho phép. Không cho phép. Tuy nhiên là cũng không tránh khỏi những cái thời điểm mà anh em lực lượng chức năng không có mặt ở đó, hoặc là trong quá trình đi kiểm tra, giám sát thường xuyên thì trong cái thời gian mà không có mặt thì cũng có thể xảy ra cái tình trạng đó. Do ảnh hưởng của dịch Covid, thế cho nên là các lực lượng tập trung vào lĩnh vực đảm bảo phòng chống dịch. Lực lượng thanh tra thì rất là mỏng, nên là cũng tham gia vào cái lực lượng chống dịch của tỉnh. Còn những cái trường hợp mà vi phạm đều như nói, chúng tôi sẽ vẫn quán triệt hàng năm, xây dựng kế hoạch. Nếu mà trong quá trình thanh kiểm tra phát hiện là xử lý nghiêm. Không hoạt động riêng lẻ mà là cả đoàn, những chiếc xe quá tải ngang nhiên hoạt động bát nháo, có thể coi do lực lượng chức năng đã buông lỏng quản lý ngay tại đầu nguồn. Còn các doanh nghiệp vì lợi nhuận vẫn tiếp tục tìm mọi cách để vi phạm. Riêng với thanh tra sở thì tuyên truyền luôn luôn yêu cầu doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, và khi mà phát hiện ra những trường hợp vi phạm thì thanh tra sở xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm. Như ông Tránh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã nói, doanh nghiệp đã ký cam kết. Thế nhưng do đâu mà các xe quá tải vẫn hoạt động một cách bát nháo, rầm rộ? Và ở những địa phương như tỉnh Bắc Ninh, đây vẫn còn là những câu chuyện vô cùng khó nói.